Tính tiền, cây này mà em tặng cho ba vợ của em á. Đúng bài rồi còn gì nữa. Anh ơi, em đang kiếm cái máy khoan pin xài trong gia đình. Mà cây nào mà tặng được cho ba vợ của em luôn càng tốt. Anh tư vấn giùm em cây nha. Nhu cầu của em cần làm vào việc gì? Thì để khoan tường nè, khoan gỗ nè, khoan sắt nè, bắt vít nè, rồi sửa mấy cái đồ linh tinh ở trên xe đạp, xiết mấy con vô lông nhỏ nhỏ nè. Nhưng mà máy là phải hàng chính hãng nha. Bảo hành là phải có đàng hoàng nha. Phải có hộp và có hai cục pin luôn nha anh. Em cần mua cái máy trong tầm khoảng giá bao nhiêu? Em có hai tờ giống vậy à. Em có hai tờ giống vậy à. Nhưng mà anh tính dư dư ra em xíu nha. Để em còn mua mấy cái mũi xiết dít cho ổng nữa. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Có luôn. Có hộp đựng. Hàng chính hãng. Một máy. Hai viên pin. Và một cục sạc. Khoan tường. Khoan gỗ. Khoan sắt. Mạnh dữ.